Chị sẽ hướng dẫn cho em đầu tiên đó là cái việc khai báo tất cả các cái thông tin ở trên phần mềm. Tất cả những cái này mình có thể bỏ qua hết đi nhá. Khai báo các thông tin ở trên phần mềm này, chị cũng nói qua này, bao gồm mình khai báo cái đối tượng phòng ban nhân viên này, khai báo cái đối tượng khách hàng nhà cung cấp của mình này, khai báo các cái thông tin về tài khoản ngân hàng này. Đó, để làm cơ sở cho mình hạch toán lâu dài về sau này, không hiểu chưa? Thế thì đối với phần mềm Misa này, em sẽ lưu ý cho chị là nó sẽ có một là phân hệ phía trên đây này. Đó, tất cả về phần danh mục này là để mình khai báo tất cả là nó sẽ đi vào trong phân hệ danh mục nhá. Thế còn khai báo tài khoản đúng không? Ừ, thế còn nghiệp vụ là nó sẽ đi vào các cái vấn đề là mình sẽ định khoản hạch toán ra sao ấy. Trong quá trình làm việc thì mình sẽ vào nghiệp vụ ở đây. Đó. Thế còn về phần tiện ích này ấy, thì để sau này khi xong báo cáo rồi thì chị sẽ hướng dẫn em nào là đánh lại số chứng từ này để cho nó khoa học logic, để trước khi mình đưa ra được báo cáo sổ sách ấy, thì nó sẽ logic theo số thứ tự là phiếu thu, phiếu chi theo năm và theo số thứ tự 1 cho đến N này. Thì đấy là phần tiện ích, hoặc hay là mình kiểm tra đối chiếu gì thì mình vào phần tiện ích này để mình kiểm tra đối chiếu này, được chưa? Thế bây giờ ấy, em ghi nào. Bước 1 là tạo phòng ban, thì mình sẽ vào danh mục này, cơ cấu tổ chức này. Trong cơ cấu tổ chức này ấy, chính là cái trường mà em vừa khai xong, thì em bấm thêm ở đây. Chị ví dụ như là các cái mã phòng ban này trên thực tế thì có sẽ có là phòng hiệu trưởng này, đúng không? Phòng giáo viên này, phòng đào tạo, đúng không? Thì em sẽ tạo cho chị một là phòng quản lý và hai là phòng đào tạo thôi nhá. À đây chị sẽ ghi là PQL này, tên là phòng quản lý này. Đó, nó thuộc cái trường này, được chưa? Mà cấp tổ chức là phòng ban, tài khoản chi phí bỏ qua, cất này. Sau đó em để con chuột vào cái trường tiểu học này, em thêm tiếp nhá. Tức là trong cái trường này sẽ sinh ra các phòng ban chứ không phải có bạn để vào con chuột vào phòng quản lý vừa tạo xong ấy là sai, cho nên mình sẽ phải bấm vào cái trường này, mình bấm thêm. Đây sẽ là phòng đào tạo PDT, phòng đào tạo. À, tại sao chị lại khai báo phòng ban trước? Bởi vì các chi phí về sau là phần mềm yêu cầu nó thuộc phòng ban nào, hiểu không? Em có thể ghi ở trong giấy vở của em là bước thứ nhất là tạo phòng ban, và mình chỉ tạo duy nhất một lần thôi nhé, được chưa? Duy nhất một lần khi mình sử dụng phần mềm Misa, được chưa? Đến đây em hiểu chưa nào? Tiếp theo là chị sẽ hướng dẫn cho em là tạo danh mục khách hàng và danh mục nhân viên và danh mục nhà cung cấp. Thì em vào đối tượng này, em vào khách hàng ở đây này, được chưa? Thêm này. Thế thì chị sẽ căn cứ vào hóa đơn em gửi cho chị ở đây. Học sinh, nói chung là tất cả là sẽ là học sinh khối 1 đúng không? Học sinh khối 2 và học sinh khối mấy đấy. Thì khách hàng ở đây em sẽ ghi chung chung cho chị là khách hàng chấm này, khối 1, được chưa? Học sinh em ghi cho chị là tên là học sinh khối 1. Địa chỉ em ghi Hà Nội. Như vậy chị đi để tí nữa lên chứng từ ấy nhá. Mình sẽ có đầy đủ thông tin, còn mã số thuế mình bỏ qua. Em làm luôn đi, chị nói đến đâu thì em sẽ làm chị đến đấy. Đó. À, thế thì ở đây có mã và có tên và có địa chỉ của khách hàng. Bình thường chị hay làm việc thì chị đặt tên là KH đầu tiên, đó là ký hiệu là khách hàng. Ví dụ như em ghi là khối 1, học sinh khối 1, tên em diễn giải ra là học sinh khối 1, được chưa? Địa chỉ em ghi là Hà Nội. À, rồi mình bấm cất ở đây. Tương tự như thế thì có học sinh khối 2, khối 3, khối 4, khối 5 chẳng hạn, đúng không? Tiểu học thì có 5 khối như thế. Thì em mình sẽ nhấn thêm ạ. Ừ, đúng rồi, nhấn thêm, được chưa? Hoặc thứ hai, từ từ chỉ dạy cho em cho nhanh này, không cần thêm. Thì mình thấy giống nhau rồi, mình phải thuộc từng nhân bản thôi. Sửa số 1 thành số 2 và tương tự như thế. Em khai cho đến số 5 giúp chị nhá. Rồi, cất này. Rồi, sau đó phải thuộc này, nhân bản này. Rồi, cuối 3 nào. Em làm đây lâu chưa? Dạ lâu rồi.
Em đang muốn hỏi mình cắt vào thêm đúng không chị? Cắt thôi, cất cất đi thì mới nhân bản được, còn nếu cất vào thêm nhé thì nó sẽ tự động thêm cho em một cái mới mà mình lại không nhân bản đấy. Chị em muốn em nhân bản cho nhanh, không hiểu rồi đúng không? Vâng. Đấy, tương tự nhá. Nhưng mà em đang hỏi chị thử lần chút nhá. Ví dụ như là khi mà em cắt vào đây nhá, thì đang xếp theo khối như này chị nhá, mà liệu mình có thể xuất từ bạn một không nhỉ chị nhỉ? Nếu mà khi các bạn ấy chuyển khoản ấy. Nếu các bạn ấy chuyển khoản thì em phải xuất theo cái chuyển khoản kia. Thì nó... Nhưng mà khi đấy thì mình sẽ xuất như nào? Là mình sẽ xuất là tên học sinh ạ? À? Đúng rồi, tên học sinh nhá. Học sinh nhá, học sinh hoặc là ví dụ học sinh Nguyễn Văn A chẳng hạn. Nhá, em ghi chỉ là rõ ràng học sinh đi hai chấm này, Nguyễn Văn A chẳng hạn này, nhá. À, lớp bao nhiêu này, được chưa? Nguyễn Văn An, thế thì khi mà họ chuyển khoản thì mình sẽ xuất hóa đơn theo chuyển khoản. Còn thế còn lại thì những cái bạn không chuyển khoản thì lại như cũng này thì thấy sao? Nếu như mà trên thực tế em làm như này thì chị này, cái ngày hôm đấy em có phiếu thu trên thực tế nhá, em thu của 10 học sinh, được chưa? Thì em sẽ lập cho chị một cái bảng kê. Em bây giờ là em là đang không chưa dùng hóa đơn điện tử đúng không? Em đang dùng hóa đơn tay thì em sẽ chuyển sang dùng hóa đơn điện tử. Ừ, thì hóa đơn điện tử sau này mình chị sẽ hướng dẫn về phần hóa đơn điện tử. Thì bây giờ em sẽ làm cho chị là ngày hôm nay em thu 10 học sinh. Nếu như em viết cho 10 học sinh 10 hóa đơn thì em rất là mệt đúng không? Mà thực ra thuế cũng không yêu cầu. Thì em sẽ khi mà phụ huynh học sinh nộp tiền chắc chắn chị phụ huynh học sinh sẽ phải ký vào phiếu thu đúng không nào? Thì em sẽ có chứng từ phiếu thu của ngày hôm đấy. Cuối ngày em lập cho chị một cái hóa đơn nhá. Một cái hóa đơn là gì nhỉ? Nhưng mà trong đó từng khối khác nhau nhá, chứ không được chung. Em nên làm như thế. Ví dụ như là gì nhỉ? Thu tiền học phí của khối 1. Được chưa? Tổng là 20 triệu chẳng hạn, ngày em đấy em viết cho chị một cái hóa đơn kèm theo chi tiết bảng kê thu tiền nhá, được chưa? Em sẽ lập cho chị một cái bảng kê 1, 2, 3, 4 cho đến 20 bạn chẳng hạn, kèm theo đó là 20 chứng từ phiếu thu ấy mà phụ huynh học sinh nộp tiền vào cho em, thì chứng từ như thế nó mới chuẩn nhá. Mình sẽ làm đầy đủ, em viết xong thì sẽ kèm theo bảng kê những bạn đấy, đúng, viết hóa đơn kèm, đừng làm từng ngày một cho chị, bởi vì thực chất mà nói nhá, nhiều hơn 20 triệu vẫn được của chị, vẫn được không sao hết nhá, nhưng mà mình bởi vì mình đã có chứng từ của từng em rồi, nộp tiền rồi mà số tiền rất nhỏ rồi, còn chẳng qua là mình gộp lại ấy, để cho tiết kiệm, cái vấn đề là mình phải xuất hóa đơn nhiều thôi, thì cứ nói chung là mỗi một khối như thế làm cho chị một tờ trong một ngày, em hiểu cách làm của chị nói rồi đúng không? Thế còn khi mà các bạn ấy mà nộp bằng tài khoản nhá, như chị nói, tức là những cái bạn mà nộp vào con ngân hàng ấy, em nghe được chưa? Vâng. Rồi ạ. À, thì em sẽ ghi cụ thể ra là học sinh, tên học sinh nhá, bởi ngày hoặc, nào nộp đúng không? Hoặc là ghi bình thường như bọn chị làm ở các cái đơn vị khác thì bọn chị chỉ ghi là khách tài không lấy hóa đơn thôi đấy, bởi vì theo thông tư 39 nó quy định ấy, được phép ghi là khách lẻ không lấy hóa đơn, được chưa? Nhưng mà trong trường hợp chị vẫn đi quyết toán thuế nhiều thì cơ quan thuế đôi khi không thích ghi chung chung như thế nhá, lại muốn là mình phải ghi cụ thể rõ ràng ra, thì em có thể ghi là học sinh Nguyễn Văn Ai, ghi doanh thu của cái học sinh đấy ra, em hiểu không? Thì em xuất hóa đơn riêng cho cái đấy để cho dễ theo dõi nhá, dễ theo dõi về vấn đề công nợ, mình sẽ xuất riêng cho bạn đấy đúng không? Đúng rồi, để dễ theo dõi về vấn đề công nợ nhá. Thì lúc mà mình hạch toán doanh thu mình sẽ điền khoản qua 131 mà. À, có 511, có 333, sau đó ở phần ngân hàng từ nợ 112 có 131 đối ứng với cái đúng cái khách hàng của học sinh khối 1 đấy luôn ấy. À, quay lại vấn đề là mình danh mục đối tượng này, nhà cung cấp. Rồi cái phát sinh đến đâu em có những thắc mắc gì em cứ hỏi chị ấy. À, chị sẽ nhá, thêm. À, nhà cung cấp thì đây cũng vậy thôi. Nhà cung cấp chấm là gì nhỉ? VNPT, FPT hay là điện nước hay là gì đấy, thấy chưa? Thì em cứ đánh cái mã số thuế ở đây ra, lấy cái dữ liệu, lấy thông tin một cái nhá, thì phần mềm sẽ xuất hiện thông tin ở đây và em sẽ khai báo chị các cái nhà cung cấp của bên em.
nhá. Cái này nó dễ. Cái đấy thì em tưởng là khi nào mà mình phát quá sự, tức là nó sẽ cho có cái phần là mình nhập phiếu thu phiếu chi đi nhỉ? Có, thì đến đâu mình làm đến đấy cũng được. Nhưng mà mình đã có những cái nhà cung cấp cụ thể rồi ấy, thì mình làm luôn ở đây. Để tí nữa mình vào chứng từ mua bán ấy, mình chỉ việc đánh mã làm cái là nó ra ấy, đỡ mất công. Đúng hiểu không? Có hai cách làm, một là mình sẽ đến đâu mình sẽ tạo nhà cung cấp đến đấy. Hai là mình sẽ tạo nhà cung cấp trước khi mà mình hạch toán chứng từ. Nhá. Cấp vào thêm mình lại đánh mã số thuế của nhà cung cấp khác ấy. Được chưa? Nó sẽ lên thông tin. Nhưng mà cái mã này mình sẽ sửa lại. Mà lưu ý nhá, khi em đánh cái này có thể có một số công ty mà Misa không lấy lên được, nhưng ít thôi. Ừ, thì mình phải điền tay. Và cũng có thể là Misa lấy lên được nhưng đúng tên công ty nhưng chưa chắc mã số thuế đã đúng, bởi vì là có thể họ thay đổi mã số thuế mà trên hệ thống chưa cập nhật lên được ấy, thì Misa nó sẽ lấy sai ấy. Thì nhớ là phải nhìn kỹ hóa đơn trước khi mà cất ở đây. Ừ, cất đây đấy, thấy chưa? Thì đây, sửa lại đi. Việc theo thành là điện lực, điện. Đấy, thì nước thì chị cũng hay làm là nhà cung cấp chấm nước nhá. Điện. Không biết hoa, mã thì viết hoa không giấu liền nhau, nhớ chị như thế. Rồi xong bấm cất vào thêm đây, hiểu chưa? Thì cái này về nhà em sẽ làm tiếp với chị xong. Ừ, cái dễ hiểu không? Cái này nó dễ mà, những cái này nó đang dễ, hiểu chưa? À, tiếp tục nào. Vào một ngân hàng của chị này, tài khoản ngân hàng đây nhá. Thì chắc chắn là bên em cũng sẽ có ngân hàng giống như các đơn vị doanh nghiệp thôi. Thì bấm thêm đây, đánh số tài khoản ngân hàng thuộc ngân hàng nào ở đây ấy nhá, thuộc chi nhánh nào thì bấm cất vào đây chị. Em đánh số tài khoản ngân hàng có bao nhiêu ngân hàng thì đánh bấy nhiêu cái số ngân hàng ở đây. Vâng, cái này là cái ngân hàng của mình. Đúng rồi, ngân hàng của đơn vị mình ý nhá, để mình sau này mình hạch toán cái phục vụ em nhé. Rồi thôi, không cần phải quá cụ thể đâu, chỉ cần số và tên ngân hàng thôi, thậm chí chi nhánh chị cũng không cần luôn đấy. Có bao nhiêu ngân hàng thì tự ý em sẽ thêm vào đây chị nhá. Phần này được chưa? Về danh mục này tạm thời em nhớ chị từng cái vấn đề nhá. À, bây giờ này, để mà hạch toán được cái phần doanh thu ấy, thấy chưa? Doanh thu mà theo từng khối mà mình vừa mới xuất hóa đơn, đúng không? Thì tương ứng là mình cũng sẽ phải tạo ra các cái mã vụ việc công trình liên quan bằng cách là vào danh mục này, công trình này, đúng chưa? À, em bấm thêm ở đây chị nào. Mã công trình chính là các cái khối 1, khối 2, khối 3, khối 4. Để chút xíu nữa chị sẽ dạy cho em khai báo doanh thu ở đây phần mềm. Em hiểu không nào? Ví dụ nào, mã ở đây là khối 1. Em ghi doanh thu học phí khối 1. Được chưa? Thế thì ngay cái bản thân ở, tại sao ở đây mình không phải là công ty xây dựng mà chị lại vào công trình? Bởi vì chị đang theo dõi giá thành doanh thu ấy, theo công trình vụ việc, em hiểu chưa? Nên chị sẽ tạo mã đây là khối 1, thêm tiếp khối 2, hiểu chưa? Tương tự khối 3, khối 4, khối 5, giống như là cái đối tượng của mình là khách hàng đấy. Khách hàng mình nhìn tiếp ạ? Ừ, đúng rồi. Mình chỉ cần mã và tên. Đây là danh mục công trình này, đơn hàng 800 người. Được rồi nhá, về công trình em tạo thế này, tức là những cái vấn đề về tạo mã này, đúng chưa? Tạo công trình này. Sẽ vào danh mục. Ừ, công trình. Hôm nay em sẽ học mà sơ qua một chút thì chắc tại vì là do cái này nó hơi bị lâu thì cái giờ này bọn em lại được. Ok. Rồi ok nhé. Chị chào em nhé. Vâng, đến mai em sẽ nhắn tin lại chị nhé. Ừ, rồi chị chào em nhé. Vâng, ạ. Dạ vâng. Ừ.